Điều gì xảy ra nếu một người vô thần sau khi chết phát hiện ra mình chưa chết? Forrest J. Ackerman, cha đẻ của ngành khoa học viễn tưởng kinh dị, đã từng nói với bạn bè của mình rằng sau khi ông chết, nếu nhận thấy bản thân thật sự sai lầm khi cho rằng cuộc sống ở thế giới bên kia là không tồn tại, thì ông sẽ cố gắng gửi một thông điệp tin cậy đến một vài người mà ông đặc biệt tôn trọng. Quả nhiên, sau khi qua đời, hàng loạt những câu chuyện chấn động xoay quanh thông điệp của Ackerman đến từ thế giới bên kia đã khiến những người tin theo thuyết vô thần phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Dự án sự sống sau khi chết của một người không tinh thần. Forrest J. Ackerman sinh năm 1916, mất năm 2008. Ông được bạn bè và người thân hay gọi bằng tên Forry. Trong thế kỷ 20 và 21, Forry được xem là người vô cùng quan trọng trong sự phát triển của ngành giải trí Hoa Kỳ. Những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim hàng đầu Hollywood như Peter Jackson, Steven Spielberg, George Lucas, Dennis Muren đều rất thần tượng Forry, xem ông là người có ảnh hưởng và dẫn dắt họ đến lĩnh vực điện ảnh. Là người tưởng tượng ra thế giới của những người ngoài hành tinh, nhưng Forry lại tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa hoài nghi và tin vào thuyết vô thần vĩnh viễn. Ông không tin vào điều huyền bí, không tin có thế giới bên kia, không tin vào Chúa và cũng không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng sau khi qua đời vào tháng 12 năm 2008, Forry không chỉ gửi một thông điệp đến một người bạn, mà ông còn tạo ra một loạt bản tin gửi đến nhiều người khác để thông báo về sự tồn tại của mình sau khi chết. Điều này làm chấn động cả giới giải trí, nhất là đối với những người không tinh thần. Vết mực không thể lý giải. Paul Davis là một tác giả, nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Ông là điều phối viên sản xuất của chương trình truyền hình Transformers gốc và đã viết 6 phần tiếp theo của Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Đặc biệt, ông là bạn thân của Forry trong suốt 40 năm. Không lâu sau khi Forry qua đời, Davis đã in một tập tài liệu bao gồm danh sách các cuộc họp kinh doanh, đợi mực trên giấy khô hẳn. Ông cẩn thận đặt lên kệ và đi làm việc khác. Một lúc sau quay lại, ông phát hiện một vết mực đen kỳ lạ bằng cách nào đó đã che đi cụm từ đã nói chuyện với Joe M.D. Phải mất hơn một phút sau vết mực đó mới khô. Davis nhìn quanh kiểm tra, rõ ràng là trong nhà chỉ có mình ông. Hơn nữa, dòng chữ bị bôi không hề có ý nghĩa với bất cứ ai. Linh cảm điều này không bình thường, Davis lập tức mang vết mực này đến kiểm tra với hai chuyên gia hàng đầu về hóa học là tiến sĩ Jay Siegel, trưởng khoa hóa tại Đại học Indiana, và John Allison, giáo sư hóa học kiêm chuyên gia về mực sơn và dung môi tại Đại học New Jersey. Tiến sĩ Jay khẳng định rằng thành phần của vết mực không tồn tại ở thời hiện đại, nó có đặc tính của loại mực được sử dụng cách đây một thế kỷ. Còn giáo sư John mất 3 năm nghiên cứu cũng không thể lý giải được vì sao vết mực được tạo ra một cách đều đặn như vậy. Sau khi về xem xét các tài liệu của Forry, Davis phát hiện rằng ông ấy rất hay sử dụng cách bôi đen các chữ trên các tài liệu để tạo các chữ mới và tên gọi mới, một cách chơi chữ mà Forry rất thích sử dụng khi còn sống. Lại nói, cái tên bị vết mực bôi lên là Joe M.D., một người bạn của cả Forry và Davis. Trước khi sự việc này xảy ra, MD đã từng mơ thấy Forry. Mọi thứ diễn ra rất chân thật, vì thế MD luôn tin rằng Forry vẫn còn sống. Máy tính tự đăng nhập. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2009, nhân dịp lễ tưởng niệm Gary J. Ackerman, hai nhà làm phim người Canada là Mike và Ian đã chiếu một bộ phim tài liệu về Forry. Sau khi về khách sạn, Mike đã sử dụng máy tính xách tay của mình để đăng nhập Facebook thì trang web này yêu cầu nhập mã CAPTCHA với nội dung Ackerman 000. Quá bất ngờ trước sự việc này, cả hai cho rằng đoạn mật mã trên có ngụ ý là Forry đang bắt đầu cuộc đời mới từ con số 0 ở thế giới bên kia. Nhưng chẳng phải ông ấy đã chết 3 tháng trước đó rồi sao? Đúng lúc đó, máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ, màn hình đen và không kết nối Internet, bất ngờ phát ra một giọng trả lời của trẻ em. Oh my God, no way. Ôi Chúa ơi, không đời nào. Đồng thời màn hình máy tính cũng bật sáng và hiển thị ảnh bảo vệ máy tính. Đó chính là tấm hình của Forry lúc gần 5 tuổi, khoảng năm 1920. Sau khi kiểm tra, Mike và Ian biết được giọng nói vừa nãy là một video clip được đưa lên YouTube từ năm 2007.
Nhưng máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ, không kết nối Internet, làm sao nó có thể phát được video clip đó từ Internet? Hơn nữa, Ian chưa hề biết đến tấm ảnh của Forey lúc nhỏ, làm sao nó lại được đặt làm ảnh bảo vệ màn hình máy tính của ông? Việc này cho đến nay không ai có thể giải thích. Thông điệp đến từ thế giới bên kia. Quá sửng sốt và tò mò trước những sự việc xảy ra, Paul Davis đã quyết định thực hiện hai tập phim tài liệu mang tên Dự án Sự Sống Sau Cái Chết. Hai tập phim cũng chính là quá trình kiểm chứng bằng các trải nghiệm cá nhân và sự khám phá khoa học về sự giao tiếp của Forey sau cái chết của ông. Davis còn phối hợp với các nhà khoa học, trong đó có giáo sư John Addison và giáo sư Gary Swart, tiến hành nhiều nghiên cứu về trường hợp của Forey và viết cuốn sách Một Người Vô Thần Ở Thiên Đường. Trong cuốn sách, giáo sư Gary Swart cho biết không chỉ có một vài bản tin mà có đến 142 thông điệp chia thành 4 nhóm được Forey gửi đi, truyền tải rằng sau khi chết, ông ấy vẫn đang tồn tại ở thế giới bên kia và đang cố gắng gửi các tín hiệu về sự tồn tại của mình cho bạn bè, bao gồm các hiện tượng vật lý, sự đồng phương tương tính rất khó xảy ra, trao đổi thông tin qua các nhà ngoại cảm, những hiệu ứng có thể đo lường bằng thiết bị công nghệ, v.v. Cụ thể một vài sự việc như sau. Thời điểm giáo sư John Allison đang tìm hiểu về vết mực bôi trên tài liệu của Davis, chiếc iPhone của ông bị phát hiện hai lần tự động di chuyển và rơi xuống sàn nhà, dù không có tiếng chuông hay bị rung gì cả. Khi Sean Fernout, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc cho phim, cũng là người gắn bó rất lâu với Forey, nói rằng nếu linh hồn của Forey thực sự đang liên lạc với mọi người, thì hãy để một con nhện cắn anh ta. Kết quả sáng hôm sau, Sean thực sự nhìn thấy một con nhện ông bố chân dài, to đùng, bám ở chậu rửa mặt trong 4 giờ liền. Hai ngày sau còn phát hiện có hai vết nhện cắn ở cánh tay. Trước khi Davis bay đến thành phố Tucson gặp giáo sư Gary, ông cũng bị nhện cắn hai nốt ở hông. Khi Davis đến nơi, Gary cũng cho biết mình vừa bị nhện cắn hai nốt. Điều ngạc nhiên nữa là loại nhện ông bố chân dài đã từng xuất hiện trong bộ phim Letter to an Angel, lá thư gửi đến một thiên thần do chính Forey viết kịch bản. Trong một thí nghiệm đo ánh sáng linh hồn bằng cảm biến ánh sáng có độ nhạy cao và đếm được số photon thu nhận được, giáo sư Gary đã thực sự thấy lượng photon thu được từ cảm biến ánh sáng trong phòng thí nghiệm cao đột biến khi ông nói chuyện với linh hồn của Forey. Thông tin trong các tập phim tài liệu và cuốn sách của Paul Davis về Forey có thể gây nghi ngờ cho nhiều người. Tuy nhiên, trong lời khai chứng trước tòa án ở California đặt ở đầu cuốn sách Một Người Vô Thần Ở Thiên Đường, Davis đã tuyên thệ rằng nội dung ông đề cập trong cuốn sách hoàn toàn là sự thật. Davis viết như sau: "Tôi sẽ không mâu thuẫn với những gì Forey tin tưởng trong cuộc đời của mình, trừ khi những mâu thuẫn đó là hoàn toàn cần thiết để cho thế giới và nhân loại biết sự thật. Từ sức nặng của những bằng chứng phi thường, mặc dù là kỳ lạ và khó có thể xảy ra với nhiều người, nhưng cá nhân tôi kết luận rằng có tồn tại sự sống sau cái chết và Forrest Ray Ackerman, tên thường gọi là Forey, về mặt linh hồn, ông ấy đã tự nhận ra điều đó."